thứ hai. Chắn bóng chạm lưới. Đội điểm cho Cẩm Phú 1-0. Một đội là đội Cẩm Phú với một đội tổ chức sự kiện Gia Bảo. Đoán con bé nhà anh ấy vậy. Cho nó xuống đây đi chơi vậy. Chờ mày nhắn tin phản hồi mãi mình. EFC. Đội điểm cho Gia Bảo 1-0. Chiều tối sang sân Hùng Tuấn. Đổi điểm cho Cổ Phú 2-1. Đánh cháo lên bắn mày thôi. Số bây giờ là 3-1 cho đội Thành Cháo. Đội Cẩm Phú nha. Ui. Bóng quay sang đội điểm cho Gia Bảo 2-3. Lùi đi. Sao?
một pha không hiểu với nhau đổi điểm cho Cẩm Phú 8-6. Bóng đánh ra ngoài, điểm tiếp cho Cẩm Phú 9-6. PMC chắn bóng tốt, điểm cho Cẩm Phú 10-6. Sẽ rộp rộp luôn rồi tay không? Chảo dưới xe đôi luôn. Chẳng thấy chảo dưới luôn. Người dính rồi trong tài luôn. Trong tài chạy lưới. Đổi điểm cho nó bảo 7-10. Đội Cẩm Phú chạm lưới, đội điểm cho điểm tiếp cho Gia Bảo 9-11. BMC phát bóng. Cho Gia Bảo 10-11. Số bây giờ là 10-11. Đánh tập duyệt à, người ta đánh chết rồi. Phát bóng ra ngoài, đổ điểm cho Cẩm Phú 12-10. Đội điểm cho Gia Bảo 11-12. Đang đánh bóng không qua lưới của Thành Cháo. Không có được quân đâu mà ta. Một pha ném về trung sân. Đổi điểm cho Cẩm Phú 13-12. Các phục bông một đi, các phục bông một được rồi. Đội điểm cho Gia Bảo 13-0. Mình khó nó bên non mình ăn á. Tiếp tục một pha ném vào trung sân.
Đổi điểm cho Cổ Phú 14-13. Đơn giản mà. Chuyển điểm lên. Mạnh bỏ. Chắn bóng tốt, điểm tiếp cho Cổ Phú 15-13. Jimmy về vụt mạnh em liền. Cần gì vậy chưa? Nhẹ nhàng thôi. Ta mạnh cứ gần ra nó nhẹ nhàng đây. Vụt. Tham gia ra ngoài. Đổi điểm cho Gia Bảo 14-15. Trở lại vị trí đi bay ơi. Đập bóng tốt. Đổi điểm cho Cổ Vũ 16-14. VMC chắn bóng chạm lưới, đổi điểm cho Gia Bảo 15-16. Khó rồi, khó rồi. Anh em theo dõi trận sau sẽ là Kiến Sport đối đầu với Cú Bắc và Văn Tình. Đó. Cho bay rồi. Còn ba cổ đi rất lực của Vũ, đội điểm cho Vũ 17-16. Điểm tiếp cho Cổ Vũ 18-16. Đấy xem ra rồi. Đập bóng tốt, đổi điểm cho Gia Bảo 17-18. Chắn bóng ngoài sân, đổi điểm cho Cổ Phú 19-17. Cổ Phú 20-17. Ủa đánh xe 3 cho Cổ Phú rồi. Thành Cháo đang cười rất tươi. Cổ Phú phạm lỗi cho bóng. Đổi điểm cho Gia Bảo 18-20. VMC phát bóng. Bây giờ đang là 18-20. Đập bóng tốt, đổi điểm cho Cổ Phú 21-18. Em
cho cổ vũ. 2-2, 18. Xin lỗi, đổi điểm. Cho Gia Bảo 19-21. Cho Gia Bảo 19-21. Đập bóng tốt của đội cho Cẩm Phú 2-2. Như cái pha lúc nãy đây là thằng Thành Trao nó chắn chạm vào tay rồi cho nên ra ngoài. Nó thấy nó cười cười đi xuống rồi ăn điểm. Trọng tài đứng lên nghe tiếng rồi. Thì lúc trọng tài bắt lại nó có nói gì đâu mà. Bóng tốt, cũng chuyển tiếp cho cầu thủ 23-19. Đội Gia Bảo xin hội ý lần thứ nhất ở hiệp thứ hai. Gia Bảo. Mấy xe nhỉ? Văn Tình. Có ba xe thôi. Đã rồi ý, mời hai đội vào sân tiếp tục thi đấu. Ban tổ chức thông báo là hiệp thứ ba chúng ta sẽ thi đấu 15. Khách 2. Bóng chưa qua, đổi điểm cho Gia Bảo 22-23. Không được đánh. Các bạn tự tổ chức lấy cái giải ở thôn mà được đánh vào sân đi thế này thôi mà đánh rồi. Đập bóng tốt, đổi điểm cho Cẩm Phú 24-20. Xuống bây giờ là 24-20 cho Cẩm Phú rồi. Xét 3 chắc chắn rồi. Đập bóng tốt. Điểm cho Cẩm Phú 25-20. Kết thúc hiệp thi đấu thứ hai. Đội Cẩm Phú thắng đội Gia Bảo với tỷ số 25-20. Hai đội đổi sân thi đấu hiệp thứ ba. Set 15.